Cam Ranh là lên giá dữ lắm. Đấy, mà xa quá mình không có gì mà xa. Nếu là mấy cái thằng á, mấy cái thằng á nó kêu mẹ thằng ở sân bay Cam Ranh rồi đó. Nó kêu tất cả là mình không thấy xa xôi quá mình mua chạy rồi mãi mà thôi. Chị á thì khỏi đi dép cũng được á. Dạ. Còn giờ này chỉ có đậu khỉ với là xuống biển thôi chứ không có đi đâu đâu. Kiến gia thôi mà kiến gia bò ha.
nó không chịu á, nó kiến ra là nó nhắc chữ bò đó. Nhưng mà tại vì không chịu hát nên bắt đầu. Về cái bài của thằng gì Ngọc gì đó, chị Ngọc đó, anh Ngọc hả?